Tiếp theo thì em sẽ trên tay một vài chiếc của nữ Đầu tiên là một con Citizen Hàng mới chưa qua sử dụng Dành cho nữ Đó. Con này thì nó sẽ có cái mã là PD131 gạch ngang 16A Giá nếu biết là 36.300 biên Con này thì là hàng cơ tự động rồi nhé Dây da có hỗ trợ quát tay này máy 28.800 tờ số dao động đường kính của nó là size 29 độ dày là khoảng 10,8 và lắc tu lắc là 35 để chị em tay khoảng 14 15 16 là đeo được tay vừa ở đây thì chúng ta sẽ có là mặt trắng kim màu xanh ba kim và hai lịch made in Japan và nổi địa nhật và sử dụng máy là 6651 bộ máy này sẽ chạy với tần số dao động là 28.800 mặt kính là kính sapphire nhé Đó. ở đằng sau thì sẽ có made in japan này kính sapphire này Đấy, chân thép không dỉ và chống nước 53 50 mét nước 50 mét nước là có thể đi tắm giặt đi bơi tắm giặt thật thoải mái rồi ở đây chúng ta sẽ có là dây da và khóa xiết. các bác sẽ có cỡ dây ở đây là 12 dây khóa cũng là 12 đây là thông số để nếu như cần có thể thay một bộ dây khác em sẽ lên thử ở trên tay 17 trên này với caliber 6651 thì chiếc này nó sẽ có 21 chân kính và 40 giờ tích Có hỗ trợ cót tay. Thoải mái để cho chị em dùng. Và chiếc này thì đang có mức giá là 3 triệu 530 nghìn. Hai chiếc qua sử dụng nhé. Mã là 6676. 3 triệu 530 nghìn. Ngoài ra thì em sẽ có một uh, chiếc nữa Chiếc này thì nó là hàng siêu lướt Và bị mất cái hộp hết rồi Còn lại mới đồng hồ thôi Nhưng mà đổi lại thì các bác sẽ có được uh, Một chiếc với khung vỏ mạ PVD màu vàng Đây. Tình trạng thì các bác có thể thấy được là Người ta rất ít dùng Cái lỗ này còn chưa sỏ mấy nữa. Đồng hồ thì còn rất đẹp Kính sapphire Còn đến khoảng tầm 97-98% Đó, mọi thứ thì đều còn nguyên si Đường kính là size 29 Và các cái thông số kỹ thuật thì tương tự Chỉ khác mỗi cái màu thôi Con này là kim cọc mạ PVD màu vàng hồng Đó. Kính cũng là kính sapphire nhé Kính sapphire Made in Japan Cơ tự động Máy cũng là máy 6651 Đây ở đằng sau thì chúng ta có thể thấy được này. Made in Japan kính sapphire và chống nước là 53 50 mét nước hai chân kính và tổng tất cả là 40 giờ thì có có hỗ trợ con tay này à, dây cũng là dây 12 và khóa của nó là khóa con này như là khóa 10 dây đầu trên là 12 đầu dưới là 10 các bác nhé đây là thông số để thay dây ra cho chiếc này các bác chỉ cần đặt đúng cỡ dây thôi là sẽ thay được rất là dễ con này thì hàng siêu lướt rồi 98 99% và nếu như các bác làm quà tặng thì có thể bên em sẽ gửi kèm một cái hộp để các bác làm quà tặng luôn mã là 5701a Chiếc này là 3 triệu 150.000 5701A